Kính thưa quý vị và các bạn, nếu những ai mà thường xuyên đi chợ vào buổi sáng á, sẽ không khó gì bắt gặp hình ảnh của những ổ bánh bò thốt nốt rất là thơm ngon. Và bánh bò thốt nốt là một trong những ký ức tươi đẹp của thế hệ tuổi thơ ở Việt Nam. Nếu có cơ hội mà chúng ta được thưởng thức hương vị thơm ngon của món ăn này á, sẽ chắc chắn sẽ in sâu vào trong tiềm thức của mọi người. Và sẵn dịp đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm với món ăn này nhé. Miếng bánh bò thốt nốt trong tâm thức tôi chứa cả một bầu trời tuổi thơ, một miền ký ức mãi mãi không bờ phai trong chặng đường đời. Đã thành thói quen, mỗi khi đến bất cứ chợ nào, dù là ở đâu, sau khi cắm ghế chán chê các gian hàng bánh, tôi thường ghé vào một góc chợ mua miếng bánh bò thốt nốt bằng vài nghìn bạc lẻ. Chiếc bánh xốp xốp tròn tròn được mấy cô bán hàng gọn ghẽ đưa cho tôi. Cầm chiếc bánh trên tay, tôi chợt rưng rưng lệ, ngậm ngùi nhớ đến tuổi thơ nơi vùng quê nghèo khó ngày nào. Gọi bánh bò vì khi làm loại bánh này, người làm phải nhồi bột với men hoặc nước cơm rượu để bột dậy lên, bò tràn ra khỏi thau rồi mới đổ bánh. Đại khái mấy bà cụ ngày xưa giải thích cho đứa con nít ngày ấy là như vậy. Vậy mà mấy đứa thuở nhỏ tỏ vẻ thích thú và thỏa mãn lắm. Mấy đứa con nít ngày ấy chạy khắp xóm làng, miệng hát líu lo: "Bánh bò, một bò ra ngoài, hay quá ngoại ơi!" Rồi khoe mấy bạn cùng trang lứa về kiến thức mới học được. Riêng tôi, lòng chợt bồi hồi bâng khuâng. Từ khi bà tôi không còn, hình như nhà không còn làm bánh nữa. Không chỉ bánh bò, mà bánh ít trần, bánh khoai mì, bánh đậu xanh, bánh chuối, bánh xèo. Cứ thèm ăn bánh gì là cứ ra chợ hay lại mấy cái tủ bánh mua. Có lúc thấy xề bánh bò là nhớ. Sao mà tôi nhớ cái thời quy hoàng ngày nhỏ là vậy? Nhớ những câu nói đồng dao cửa miệng, bọn nhóc chúng tôi vẫn thuộc nằm lòng. Bà ba bà bán bánh bò bông, bà bẻ bông bụp, bị bắt bỏ bót bà bốn bữa, bà buồn bực, bà bể bầu. Ôi cuộc sống trôi qua, bao nhiêu là nước đã chảy qua cầu. Vậy bà có những thứ lòng ta chưa quên, không thể quên, như cái món bánh bò thốt nốt ngày nào. Nhắm mắt lại, mọi thứ lại trở về ấm nồng, thơm phức như gian bếp xưa. Bánh bò thốt nốt là đặc sản dân dã có nguồn gốc từ các tỉnh phía Tây, đặc biệt là khu vực Châu Đốc ở An Giang. Trải qua cùng năm tháng, món ăn thơm ngon dần phổ biến tại nhiều địa điểm và trở thành món ngon miền Tây được mọi du khách gần xa yêu thích. Món ăn đặc sản này là sự kết hợp hoàn hảo giữa bột gạo và đường thốt nốt cùng công thức chế biến gia truyền được gìn giữ từ lâu đời. Qua đôi bàn tay giàu kinh nghiệm, món ăn vặt của miền Tây sẽ là những trải nghiệm độc đáo giúp cuộc hành trình khám phá trở nên hoàn hảo và tuyệt vời hơn. Bánh bò kích cỡ khá nhỏ, chỉ bằng một lòng bàn tay và bên ngoài thường có màu vàng ươm. Khi thưởng thức, chúng ta sẽ cảm nhận rõ nét hương vị ngọt ngào cùng mùi thơm hấp dẫn trong từng miếng bánh bông xốp, vị ngọt dịu nhẹ, thanh mát, không gắt nên bánh rất vừa miệng và dễ ăn. Bột gạo phải nhồi với men hoặc nước cơm rượu để qua đêm cho bột dậy lên, phình lên, có khi tràn ra khỏi thau. Lúc đó mới lấy ra thắng nước đường và một ít nước cốt dừa cho vào quậy lên sền sệt là đổ được. Độ ngọt, độ béo dịu ít là tùy khẩu vị. Cách làm bánh bò thốt nốt khá đơn giản. Để làm thành công món ăn đặc sản của miền Tây, bạn hãy chuẩn bị đầy đủ một số dụng cụ cùng nguyên liệu sau: sửng hấp, bếp lò, khuôn bánh, bột gạo, đường thốt nốt và nước cơm rượu, và không thể thiếu là trái thốt nốt chín. Bột làm bánh bò là bột gạo xây từ cõi nhà rồi bồng lại, dằn cho ráo nước, nhưng ngày nay chúng ta có thể mua bột gạo sẵn ngoài chợ. Đầu tiên là đem trái thốt nốt chín lột bỏ vỏ cứng bên ngoài, sau đó chúng ta vắt lấy nước nhựa rồi trộn bột gạo xây với đường thốt nốt và cơm rượu đem ủ cùng. Trong khi ủ bột, thợ làm bánh phải canh thời gian thật kỹ và thêm nước cơm rượu vào hỗn hợp để quá trình lên men được diễn ra nhanh hơn. Điều này cũng giúp bánh thêm xốp và mềm hơn. Sau khoảng thời gian bột lên men thì chúng ta quấy bột theo một chiều đồng hồ cho bột đều, thì hãy đổ bột vào khuôn tròn hoặc chén tròn và mang đi hấp trong khoảng 20 phút cho đến khi sửng hấp tỏ ra mùi thơm ngào ngạt. Độ dày của khuôn chỉ nên khoảng 3 cm. Trong thời gian chờ bánh chín thì mọi người tranh thủ nạo dừa làm nước cốt, và nước cốt cũng là một trong những thứ quyết định món bánh có ngon hay không.
là cốt lõi tạo thêm hương vị ngon ngọt của món bánh bò. Khi bánh gần chín, thêm nước cốt dừa béo ngậy để món bánh bò thốt nốt thêm ngon miệng. Theo kinh nghiệm, nên ưu tiên sử dụng những quả dừa khô và cho thêm một ít muối để nước cốt thêm béo ngậy. Khi bánh chín, dở sửng hấp để lấy ra và rắc thêm một ít dừa nạo. Nếu mọi người thích là chúng ta có thể thưởng thức món ăn đặc sản hấp dẫn này rồi. Món bánh bò xốp béo ngậy còn đưa tôi về quá khứ với những miếng bánh bò xốp của một thời gian có ngày xưa. Bây giờ về quê trong mấy ngày giỗ, lần nào cũng thấy mấy đứa em trong đó làm mấy ổ bánh bò thốt nốt để cúng. Có lẽ bánh khi để lên dĩa cúng bàn thờ coi rôm rã, bề thế hơn ổ bánh bông lan phải chăng? Bánh này thường để ăn tráng miệng sau đám tiệc. Ngắm ra thì chỉ là một món bánh dân dã, phổ biến từ xưa mà cũng phong phú đa dạng làm sao. Thế bởi biết, chỉ cần tìm hiểu, hỏi han mọi người, ta sẽ học hỏi được bao điều. Và tôi sáng hôm nay cắn một miếng bánh bò thốt nốt, nhớ lan man những chuyện đời xưa, lại nghe trong lòng mình câu hát cũ Lý Bánh Bò của vùng đất Nam Bộ này. Hai tay bưng dĩa bánh bò, giấu cha giấu mẹ, chân đi khép nép tối trời sợ té, lén đem cho trò, rằng a ơi a cho trò là trò đi thi.